Hương Vinh lộ tin nhắn với em gái sau khi bị tố, khuất tất 82 tỷ đồng tiền từ thiện. Hiện giờ lùm xùm Thủy Tiên Công Vinh với khoản tiền 178 tỷ đồng do khán giả quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vẫn đang khá căng thẳng. Vợ chồng nữ ca sĩ đã công khai sao kê cũng như giấy tờ xác nhận của các địa phương, nhưng vẫn có đơn kiện Thủy Tiên Công Vinh không minh bạch trong chuyện giải ngân khoản tiền lớn này. Em gái Công Vinh là Khánh Chi đã đăng tải tin nhắn trò chuyện giữa Công Vinh với mình gây xôn xao dư luận. Không chỉ được biết đến là một hot girl, ca sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Khánh Chi còn nổi tiếng hơn khi là em gái của cầu thủ Công Vinh. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đẹp 8X kín tiếng hơn về đời tư. Tối ngày 8 tháng 10, Khánh Chi bất ngờ chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại giữa cô và anh trai. Tự hào về anh, gia đình sẽ luôn bên cạnh anh và tin tưởng anh chị, Khánh Chi viết. Trong tin nhắn, Công Vinh thông báo với em gái mọi việc đều tốt đẹp. Công an vẫn đang trong quá trình điều tra để xác nhận số tiền từ thiện. Mặc dù rất tin tưởng anh trai, nhưng Khánh Chi vẫn còn đôi chút lo lắng. Ông xã Thủy Tiên trấn an em gái. Mình chịu khó đợi một thời gian nữa sẽ có kết luận của cơ quan điều tra. Chỉ có cách này mới lấy lại danh dự cho mình thôi. Đặc biệt, Công Vinh nhấn mạnh, không ai hại được mình đâu, mình làm việc thiện, chứ có phải ác đâu. Có thể thấy, dù ở xa, Khánh Chi vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động của anh trai cùng chị dâu. Khi vợ chồng Công Vinh vướng thị phi, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ các bài đăng, giải trình, giấy tờ của Thủy Tiên về sao kê từ thiện. Cô tâm sự rằng luôn tự hào vì anh trai và sẵn sàng lên tiếng bảo vệ người thân. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện đơn tố giác ca sĩ Thủy Tiên liên quan đến sai phạm khi kêu gọi và làm từ thiện. Mới đây nhất, trên mạng xã hội cũng rầm rộ tin đồn vợ chồng Công Vinh bị mời lên công an làm việc. Trước sự việc này, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền vợ chồng Thủy Tiên đã cứu trợ tại các địa phương. Về những thông tin tiêu cực đang lan truyền, luật sư đại diện của Thủy Tiên cho biết, việc tiếp nhận tố cáo và tiến hành hoạt động điều tra là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tra, trong đó có lực lượng công an, được thực hiện theo nguyên tắc và trình tự do pháp luật quy định. Chúng tôi cũng rất hy vọng và tin tưởng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng sẽ giúp cho vụ việc nhanh chóng được sáng tỏ, ngăn chặn kịp thời những thông tin không chính xác đang được lan truyền như hiện nay. Chúng tôi khẳng định sẽ phối hợp tối đa với các cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu. Đại diện của Thủy Tiên bày tỏ. Thời gian vừa qua, câu chuyện xoay quanh vấn đề từ thiện vẫn là đề tài được dư luận lẫn giới truyền thông quan tâm. Một trong những nhân vật được chú ý hơn cả chính là vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh. Bị réo tay vì liên quan đến chuyện từ thiện, mặc dù cả Thủy Tiên và Công Vinh đều lên tiếng đính chính. Song các câu chuyện bên lề vẫn thường xuyên được dân mạng nhắc đến. Mới đây nhất chính là phát ngôn của bà xã Công Vinh hồi năm 2020. Cụ thể, sau khi trở về từ chuyến từ thiện miền Trung, Thủy Tiên đã có những trải lòng trên mạng xã hội. Theo tiết lộ, thì cô nàng không sợ những nguy hiểm trong quá trình làm từ thiện, vì đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm. Chết, mình còn không sợ, thì những việc còn con này sợ gì mà không cố gắng được. Người ta sống trên đời, chết đi, không mang theo được gì cả. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, gia đình. Chết đi, chỉ mang theo được cái gì người ta tạo ra bằng suy nghĩ hay hành động. Nên yêu thương được ai thì yêu thương, giúp được ai thì giúp. Nếu như vì việc này mà mình không may mất hết, mình cũng vui vẻ chấp nhận. Vì mình tin rằng với số lượng người được giúp cũng đáng để mình đánh đổi mà. Ai mà không đến lúc già đi và mất hết chứ? Thủy Tiên từng chia sẻ. Hiện phát ngôn này của Thủy Tiên vẫn đang được dân mạng chia sẻ lại và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cách đây ít ngày, phía Thủy Tiên cũng đã lên tiếng cảm ơn các tỉnh thành miền Trung vì đã nhanh chóng kịp thời xác minh thông tin tiền cứu trợ. Mới đây, phía ca sĩ Thủy Tiên đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng xác nhận
đủ số tiền 14 tỷ đồng hỗ trợ bà con trong đợt lũ lụt vừa qua. Đối với Thủy Tiên, đây là thời điểm hết sức nhạy cảm nên những dòng chia sẻ của chính quyền lúc này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà Hà Thị Anh Thư đã có những chia sẻ liên quan đến hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên tại Quảng Ngãi, cũng như xác nhận khoản tiền hỗ trợ 14 tỷ đồng, nói trên báo Dân Trí. Mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt, có danh sách đầy đủ. Một số trường hợp được hỗ trợ tiền làm nhà. Một số ít người không có tên trong danh sách thì được vợ chồng Thủy Tiên dùng tiền túi tặng riêng 1-2 triệu đồng. Cái này chúng tôi cùng tham gia, giám sát rất chặt chẽ, bà Anh Thư cho biết. Trước đó, luật sư của vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh cho biết đã gửi hồ sơ tố cáo đến cơ quan chức năng để kiện những cá nhân đưa thông tin chưa kiểm chứng về vợ chồng Công Vinh trong thời gian qua, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, tinh thần, kinh tế của không chỉ hai vợ chồng mà cả những đối tác. Nhiều địa phương khác như Quảng Nam, Quảng Trị, Huế, Quảng Bình cũng đang lên tiếng về số tiền Thủy Tiên Công Vinh cứu trợ người dân. Bộ Công an cũng đang khẩn trương vào cuộc điều tra để sớm đưa ra kết quả cuối cùng.